Xin chào các bạn, em may vá, mình là Tiêu Su Shop. Hiện mình đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tại Phan Thiết. Trong chương trình thứ hai ngày hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cái mẫu thứ ba. Đó là mẫu 1391. Mẫu này đặt tên là váy đầm xòe. Thì cái này các bạn có thể làm may bằng váy thô. Bữa trước mình có cung cấp cho các bạn một số cái loại sọc, thì các bạn lấy ra may kiểu này rất là ok, mặc rất là nhẹ nhàng và nữ tính. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái mẫu này ạ. Chùm vai lên cho mình 4, hạ cho mình 18, 19, 20, hạ eo là 34, 35, 36. Và các bạn sẽ có phần hạ mông ở đây. Nói cho mình vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5, cổ chia cho 5. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái đường sống lưng ha, mặc vô cho nó ôm nó đẹp. Dẫn vuông góc xuống, lùi vào cho mình 2,5 phân, chia 3 phần đều nhau. Cái tùng này á, các bạn lấy cho mình là 40 nha. Ngực chia cho 4 cộng cho 1, eo chia cho 4, các bạn cộng cho mình 1, và mông chia cho 4 này các bạn cộng 3. Nhiều lúc các bạn chỉ lấy tùng 40 và kẻ theo eo thì chúng ta ra không cần căn cứ cái đường mông này luôn các bạn nhé. Và phần cổ này lùi cho mình 2 phân và xuống 1 phân. Đây là phần thân sau. Bây giờ đến cái phần thân trước. Thân trước thì mình sẽ thực hiện như sau. Lấy vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5, cổ chia cho 5. Nhường vuông góc xuống, vào cho mình 3 phân, chia làm đôi. Xuống 2. Ngực chia cho 4 cộng cho 2, eo chia cho 4 cộng cho 1,5, và mông chia cho 4 các bạn cũng cộng 3. Và áo ở đây thì chúng ta có cài khuy, nên các bạn ra cho mình 1,5 phân đường khuy. Và cái điểm hạ cổ nó nằm ngay cái đường ngang ngực lên 2 phân, thì các bạn cũng sẽ lùi 2 phân và các bạn sẽ vẽ cái phần tim lại. Và nhớ ở đây là chúng ta sẽ đánh tròn qua nó vuông góc thì nó sẽ ra được cái mẫu áo này. Và trên cái áo này thì các bạn nhìn thấy là mình sẽ có cái phần cài nút, cho nên là các bạn sẽ tính cho mình bằng cái cách là chúng ta đặt cái nút ha. Đặt cái nút thì ngay vị trí ngang eo á, mình sẽ lấy đây là hạ bên ngực. Hạ bên ngực cộng cho 2 ha. Thì chúng ta sẽ nối vào đây, chúng ta sẽ có được cái điểm cách ngực. Thì cái đầu bên này chúng ta xếp nó nằm ngay điểm cách ngực. Và các bạn sẽ chia đôi cái phần này xuống. Chúng ta sẽ không may, nhưng mà chúng ta sẽ đặt ngay cái khuy này nè. Chúng ta đặt cái khuy ngay cái điểm đầu bên này, để khi chúng ta cột cái phần dây á, thì nó sẽ tạo được cái đường bên nhấn này. Và cái dây này thì các bạn cũng cắt cho mình vải canh ngang nha, theo như hình. Bản to ở đây thì các bạn sẽ lấy cho mình 3 phân. Và dài ở đây á, thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng là 1,5 lần eo trên thân. Rồi chúng ta sẽ kết khuy ngay đây. Vì chúng ta thả sợi dây ra và chúng ta cột vòng ra phía sau là chúng ta hoàn tất được cái mẫu này. Bây giờ đến cái phần tay áo. Các bạn sẽ lấy cho mình ngực chia cho 10 cộng cho 3 lên 2 phân, chia làm đôi. Bạn sẽ lấy cho mình cửa tay chia 2 cộng cho 1. Và trên cái tay này thì các bạn nhìn thấy nè,
đầu tay với cuối tay là có cái xấp ly. Vì vậy cho nên là để mà có được cái xấp ly này thì các bạn sẽ đẩy cái phần tay này ra cho mình 4 xăng nữa. Thì cái 4 xăng này các bạn sẽ xếp thành ly và các bạn may khóa chốt hai đầu để các bạn bẻ hoặc là cặp nẹp vô, khi các bạn may thì nó sẽ ra được cái dáng tay này, đúng không ạ? Về định mức vải này thì các bạn sẽ mua cho mình 1,5 lần dài đầm. Nếu như mà ở đây mà các bạn có thể là muốn xòe hơn nữa thì các bạn sẽ cắt rã, nhưng mà nếu mà cắt rã nữa thì chúng ta sẽ cắt bắt đầu từ trên cổ chúng ta xuống với cái phần lai và mở rộng cái thùng váy hơn, nhưng mà như vậy thì cái áo của chúng ta nó sẽ phồng phình rất là nhiều đó, thì tùy các bạn ha, các bạn muốn cách nào cũng được. Các bạn xem và nhớ bấm like, share bài viết và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đây là mẫu 1391 Tisu mới vừa chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.